một chuỗi ngày mai với những giấc mộng dài luôn chứa đầy biến số. Những lời nói đầy tai bao nhiêu phiền cộng lại to bằng những tiếng hô vang, những thanh âm trong giấc mơ ngày bé, từ những câu chuyện thành công mà tuổi nhỏ hay nghe. Thằng nhóc hiếu động ham chơi cứ thế nghịch hoặc tay vẽ, LTL uầy tên hài thế nhỉ ơi. Chứ từng đợt sóng đời nhiều lúc tay chơi với trong hành trình răng khơi, thách thức cứ vẫy mời chưa từng được thảnh thơi, nhưng không đi thì bao giờ tới nơi ta mong đợi. Than trách cuộc đời thì đời cũng yếu khe, nên cái đầu đã dám nghĩ là tay chân phải chịu xe. Dù rằng có những ngày khổ phải hút bát mì tô à đâu, khổ đến mức không có mì tô mà hú. Lúc thất bại liên tiếp từng ba bước đường cùng, tiếp tục lấy ước mơ làm động lực ta thường dùng. Không gian nan thủ ấy tạo nên một thời trẻ, trong chuyện của hôm nay hát nên một bài vé. Câu chuyện ngày xưa có người tiền hải xuất thân cơ hàn, tay cầm cái máy mà quay nghỉ game YouTube được 4 nút bạc, nút bạc lại tới nút vàng tạo nên thương hiệu được nhiều người thương. Miệt mài suốt cả chặng đường hoàn thành mơ ước lấy được kim cương. Chuyện coi thằng nhà quê và ước mơ đường đầu cơn sóng, ngày từng ngày tìm ra khơi chân cứ đi sai bước một nơi, bằng một niềm tin thôi đi đi rồi sẽ tới. Đời này được bao lâu thôi để mai là đến khi nào. Đường đua cuộc đời vẫn thừa sức và dư hơi để mà leo theo từng bước lên đến những bậc thang, biến cái tên trở thành tiếng danh vọng thật vang. Không đóng ngồi chỉ để vụ cháy trong một khoảnh khắc, trong một vài giây mà thứ ta làm nó như cái cây và cái thể sâu dưới mai này. Cũng đã từng có những lúc khốn khó thương anh ấy suy đoán đo thật kỹ để còn ghi vào trang nhật ký. Khi đã phiêu lưu xong một hành trình, từ điểm bắt đầu năm ấy thành kỷ niệm để dỗ dành mình. Mãi chạy theo ước mơ thuở bé, lỡ quên người cùng ta trưởng thành. Giờ muốn cầm thành tựu để khoe cũng chỉ còn nói bên bức di ảnh. Phải chăng đời là sự đánh đổi, chẳng thể chọn một quý thời gian. Ánh hào quang lung linh bề nổi, khoảng lặng đọng đầy những lời than. Như cách ta nhìn đám mây, từng ngày buồn vui tâm trạng. Có lúc như quả ớt cay trong những khi gian nan lâm nạn, cũng có lúc như con ngựa chiến khi ngọn lửa cháy rực tâm can. Cũng có lúc như cô gái đẹp vào một ngày vui cười âm vang. Là phúc thì không phải họa, có là họa cũng chẳng thể thay đổi. Suy cho cùng thì mây cũng chỉ là mây thôi. Chuyện về